Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi hoạt động 3, trang 66 sách giáo khoa toán 6 cánh diều tập 1. Câu hỏi ở hoạt động 3 có nội dung như sau: quan sát, chụp số và trả lời các câu hỏi. Ý A, điểm biểu diễn số 4 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị? Ý B, điểm biểu diễn số âm 4 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị? Ý C, có nhận xét gì về khoảng cách từ điểm biểu diễn các số âm 4 và 4 đến điểm gốc 0? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A trước. Ở ý A, người ta hỏi chúng ta là điểm biểu diễn số 4 cách điểm 0, điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị. Thì bây giờ các bạn quan sát lên trục số này, ta có đây chính là điểm gốc 0 này, đúng không? Đây chính là điểm biểu diễn số 4 này. Thì ta thấy này, chúng ta đếm nhé, 1, 2, 3, 4. Như vậy điểm biểu diễn số 4 này sẽ cách điểm gốc 0 của chúng ta là 4 đơn vị. Như vậy các bạn ghi cho cô ý A, điểm biểu diễn số 4 cách điểm gốc 0 4 đơn vị. Ý B nào, ý B đề bài hiểu hỏi chúng ta là điểm biểu diễn số âm 4 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị. Thì bây giờ các bạn cũng quan sát lên trục số, ta có đây là điểm gốc 0, còn đây là điểm biểu diễn số âm 4. Thì chúng ta thử đếm xem mà từ gốc 0 này đến âm 4 này cách bao nhiêu đơn vị nhá. Ta có này, 1, 2, 3, 4. Như vậy điểm biểu diễn số âm 4 cách điểm gốc 0 này 4 đơn vị. Điểm biểu diễn số âm 4 cách điểm gốc 0 4 đơn vị. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý C. Ý C bài toán hỏi là có nhận xét gì về khoảng cách từ điểm biểu diễn các số âm 4 và 4 đến điểm gốc 0? Thì bây giờ chúng ta dựa vào ý A và ý B đúng không? Ở ý A chúng ta đã có là điểm biểu diễn số 4 thì cách điểm 0 4 đơn vị. Ở ý B chúng ta có là điểm biểu diễn số âm 4 cũng cách điểm 0 4 đơn vị. Như vậy từ ý A và ý B này chúng ta thấy rằng là khoảng cách từ điểm biểu diễn các số âm 4 và 4 đến điểm gốc 0 là bằng nhau. Vậy các bạn ghi cho cô, khoảng cách từ điểm biểu diễn các số âm 4, khoảng cách từ điểm biểu diễn các số âm 4 và 4 đến điểm gốc 0 bằng nhau. Tại vì cùng bằng 4 đơn vị. Như vậy là cô đã vừa dẫn các em trả lời xong câu hỏi ở hoạt động 3, trang 66 sách giáo khoa toàn 6 cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.